Chào các bạn, mình ở bên shop phụ kiện Samsung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu ốp lưng đến từ thương hiệu Spigen, một thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ, được sản xuất tại Hàn Quốc. Trên tay mình đây là mẫu ốp lưng Spigen Rugged Armor cho Samsung Galaxy Note 8. Đây là sản phẩm được đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in South Korea. Trên vỏ hộp thì có đầy đủ các thông tin nhập khẩu cũng như là mã vạch về sản phẩm. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc ốp lưng Rugged Armor của Samsung Galaxy Note 8 từ thương hiệu Spigen này. Ok, đây là chiếc ốp lưng Spigen Rugged Armor. Đây là một mẫu ốp lưng được thiết kế với dạng chống sốc. Mẫu ốp lưng chống sốc dùng cho Samsung Galaxy Note 8 với thương hiệu Spigen được in ở mặt trong của chiếc ốp lưng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy mặt trong thì có các rãnh thoát nhiệt giúp máy nó đỡ nóng hơn trong quá trình sử dụng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái công nghệ mới của Spigen, công nghệ Air Cushion. Nó đem lại những cái vết cắt rất là chi tiết ở sản phẩm. Ở phần phía trên và phía dưới của chiếc ốp lưng này thì được làm một lớp dạng như là carbon, nhìn rất là đẹp, đối xứng với nhau. Thương hiệu Spigen được khắc ở mặt sau của chiếc ốp lưng này. Chiếc ốp lưng này thì mặt sau thì được thiết kế dưới dạng nhẵn nhưng mà không trơn. Các bạn có thể cầm chiếc điện thoại khi lắp chiếc ốp lưng này trên tay, thì khi các bạn cầm trên tay thì nó sẽ không bị cảm giác bị trơn trượt. Các phím bấm thì được hoàn thiện rất là tốt. Bây giờ mình sẽ lắp thử chiếc điện thoại vào chiếc ốp lưng Spigen Rugged Armor này. Thao tác lắp chiếc ốp lưng này thì khá là đơn giản vì đây là một chiếc ốp lưng silicone, dạng silicone chống sốc nên là các bạn lắp vào rất là đơn giản. Sau khi lắp chiếc ốp lưng này vào thì đây các bạn có thể nhìn tổng thể máy nó sẽ được bảo vệ khá là tốt vì là toàn bộ phần viền bốn xung quanh của chiếc máy đều được bo kín. Ngoài ra thì chiếc ốp lưng này được thiết kế là phần mặt trước này được thiết kế nhô cao hơn so với mặt màn hình, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi các bạn rơi cái điện thoại theo bề mặt điện thoại xuống dưới thì cái phần viền này nó sẽ tiếp xúc với mặt đất trước, nó bảo vệ cho màn hình của điện thoại các bạn rất là tốt. Mặt sau thì được thiết kế với phần camera nhô cao hơn so với kính camera trên máy giúp bảo vệ camera điện thoại của các bạn. Và cái phần mặt cắt camera đây cũng được thiết kế khá là chi tiết. Để các bạn cùng nhìn lại một lần nữa tổng thể về chiếc ốp lưng Spigen Rugged Armor này. Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc các bạn click vào cái link ở dưới ngay dưới video đây thì các bạn có thể xem thông tin chi tiết cũng như là giá bán của sản phẩm. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để được cập nhật thêm nhiều mẫu sản phẩm mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.